Mới đây tại trường Đại học Văn Lang, lễ trao tặng 800 máy thở MV20 tiếp sức các địa phương chống dịch COVID-19 đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện Sở Y tế các địa phương bao gồm Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 2 năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Hiệp hội Doanh nghiệp quận 1, Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhanh chóng xúc tiến dự án sản xuất 2.000 máy thở cho Việt Nam. Sau hơn 5 tháng thiết kế, điều chỉnh, dựa trên kết quả nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội đồng chuyên môn cấp nhà nước và cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế xác nhận máy thở MV20 đáp ứng các tiêu chuẩn máy thở sản xuất tại Việt Nam, phù hợp phòng chống COVID-19. Đến nay, tổng cộng 1.300 máy thở MV20 đã được trao tặng cho các bệnh viện địa phương. Chúng ta sử dụng máy thở này trong giải pháp này, nó còn có một cái điểm thứ hai mà có lẽ chưa một máy thở nào trên thế giới làm được điều này. Đấy là chúng ta có thể hút được cái khí bệnh nhân COVID thở ra, đưa ra khỏi phòng bệnh. Đây là một cái ý rất hay mà tôi cho rằng một ý rất sáng tạo và bất phúc. Bởi vì chúng ta biết rằng là hiện nay rất nhiều các đồng nghiệp của chúng tôi đã bị lây nhiễm chéo khi mà chăm sóc cho người bệnh. Nếu như chúng ta đưa được cái không khí ấy ra khỏi cái phòng bệnh thì cái tỷ lệ mà nguy cơ lây nhiễm chéo cho các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ giảm đi rất nhiều. Và đây là một điều rất là có ý nghĩa. Sau lễ trao tặng, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của các bệnh viện và công ty sản xuất máy thở Nhật Bản Medtron đã tổ chức tập huấn kỹ thuật và chuyên môn hướng dẫn sử dụng máy thở MV20 cho cán bộ y tế của 8 địa phương.